Từ những ngày đầu làm review công nghệ thì đây có thể nói là lần thứ 2 mình được đánh giá và cảm nhận một chiếc màn hình máy tính. Và đặc biệt hơn, đây là một chiếc màn hình gaming. Nhưng mà mặc dù hơi lo sợ, mình cũng phải cảm nhận thật sự là rằng là với một tư cách là một khách hàng, một người dùng thì mình sẽ đem đến những trải nghiệm, những đánh giá nó khách quan hơn. Nó giúp cho các bạn có thể hiểu được chi tiết hơn về sản phẩm này. Vậy nên là các bạn hãy theo dõi hết video này để cùng xem nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc màn hình gaming MSI G2412 này sẽ có những gì đặc biệt nhé. Hey, what's up everyone? Hòa channel is back. Và lần trở lại này của MSI với màn hình G2412 này, trước tiên chúng ta hãy nhìn vào phần khía cạnh thiết kế. Ở đây chúng ta sẽ có một thiết kế vuông thành sắc cạnh đúng chuẩn gaming. Chân đế chữ V được mở rộng và cũng như là phần khung này được làm đồng nhất bằng kim loại, giúp cho việc để chiếc màn hình ở trên bàn của bạn được chắc chắn hơn. Và cũng như là chất lượng build mình có thể nói là không bị ọ ẹ một chút nào. Cảm giác cầm tất cả góc cạnh hay là khi các bạn bê lên đều cho mình một cảm giác rất là chắc chắn. Và ở đây sẽ có rất nhiều lỗ ốc để cho các bạn có thể lựa chọn. Ví dụ như các bạn muốn gắn arm này, hay các bạn setup góc làm việc, gắn trên tường, đều hoàn toàn thoải mái. Vậy nên là các bạn hoàn toàn thể yên tâm khi mà sử dụng chiếc màn hình G2412 này. Tuy nhiên, có một điều mình cần lưu ý với các bạn về phần thiết kế, đó là phần chân màn của MSI G2412 sẽ hơi sắc bén. Nên là trong quá trình mở hộp, lắp đặt thì các bạn nên cẩn thận, tránh gây thương tích. Ba viên được làm mỏng đều và độ dày chỉ giữ trong khoảng 0,5mm. Cùng với đó là các yếu tố như là tấm màn IPS giúp MSI G2412 có một góc nhìn rộng lên đến 178 độ. G2412 hoàn toàn có thể dùng arm và nếu như vậy thì em nó cũng sẽ đem đến trải nghiệm nhìn đa hướng rất là thuận tiện và thoải mái. Khía cạnh thiết kế là vậy, thế còn khía cạnh về màn hình thì sao? Cụ thể là chất lượng tấm màn. Ở đây, như mình đã nói, chúng ta sẽ có tấm màn là IPS LCD với kích thước là 23,8 inch cùng độ phân giải chuẩn là Full HD. Và ở đây chúng ta cũng sẽ còn một yếu tố nữa, đó chính là tần số quét 170Hz và với độ trễ chỉ là 1ms. Vậy nên là mình nghĩ với tấm màn này, chúng ta không chỉ có được độ chi tiết tốt này, mà còn với những tựa game, ví dụ như là CS2, Valorant hay là những tựa game có tiết tấu cao, đòi hỏi những phản xạ đồng bộ về mắt và tay, thì G2412 trở nên vô cùng hợp lý để cho các bạn có thể lựa chọn. Và cùng với đó, chúng ta cũng sẽ có một công nghệ, đó chính là FreeSync. Trong suốt quá trình sử dụng này, các bạn sẽ không có hiện tượng bị xé ảnh và giúp cho hình ảnh được chân thực hơn. So với các sản phẩm khác cùng phân khúc, thông số màu của MSI G2412 cũng có thể nói là ấn tượng với tổng cộng là 86,52% Adobe RGB, 81,64% DCP3 và 102,58 sRGB. Với thông số này thì cũng gọi là một 9-1 tái nếu như các bạn có nhu cầu gaming cao, giải trí hàng ngày như là xem phim, lướt web. Còn để mà chạy media, chỉnh sửa ảnh, design thì vẫn sẽ còn thiếu một chút. Vậy nên là với bản thân mình, trong một khoảng thời gian đã sử dụng G2412 làm màn phụ để chuyên gaming mà thôi. Tiếp theo chính là về thao tác sử dụng thì ở đây khá là thông minh cho MSI G2412 khi mà chúng ta sẽ có cần gắn đa hướng ở phía này này. Đây phía này, tí nữa mình sẽ cho các bạn xem hình ảnh chi tiết. Tuy nhiên thì với việc chúng ta có phần nút gắn như thế, nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều và thao tác cũng trực quan hơn so với việc là gắn quá nhiều nút chức năng. Điều này thì mình đã nhận biết ở khá nhiều mẫu màn hình hiện nay rồi. Vậy nên là dành một lời khen cho MSI G2412 nhé. Và tiếp theo, đó chính là tính năng Crosshair. Tính năng này thì mình không thật sự dùng nhiều bởi vì là mình không có thói quen chơi game FPS. Tuy nhiên thì với những bạn mà mình đã cho trải nghiệm chiếc G2412 thì các bạn sẽ có một thói quen sử dụng rất là hay, đó chính là sử dụng crosshair sẵn ở trên MSI để các bạn có thể sử dụng custom một bộ cursor, một bộ crosshair mới trong tựa game Valorant. Với mình thì nó cũng thật sự hữu dụng đấy chứ. Còn các bạn thì sao? Để lại comment cho mình biết nhé. Và tiếp theo, đó chính là tính năng Night Vision. Tất nhiên thì sẽ không phải là tính năng Night Vision theo kiểu SWAT hay là đặc vụ đâu. Mà ở đây là khi dùng trong điều kiện thiếu sáng thì G2412 sẽ tinh chỉnh để hạ bớt độ tương phản, tăng phơi sáng lên để chi tiết vùng tối được cân bằng hơn, cũng như là dịu mắt khi mà chơi game lâu dài trong đêm. Cuối cùng là về số lượng cổng kết nối thì ở đây mình cảm giác là sẽ hơi thiếu một chút khi mà chúng ta sẽ không có USB Type-A ở đằng sau, mà chúng ta sẽ chỉ có tổng cộng là 2 cổng HDMI này, một cổng DisplayPort, một cổng jack 3.5 và cuối cùng là một khe để cắm dây nguồn. Vậy nên với những bạn nào mà muốn sử dụng để các bạn có thể cắm ngay trực tiếp chuột này, bàn phím hay một số phụ kiện khác thẳng vào màn hình thì các bạn sẽ không thể làm được. Nên là đây một điều khá là đáng tiếc. Đó là tất cả những cảm nhận và cũng như là đánh giá của mình về chiếc MSI G2412 này sau khi có một khoảng thời gian trải nghiệm khá là lâu rồi. Và với cá nhân mình thì với một mức giá chỉ khoảng hơn 3 triệu đồng một chút này thôi, đây sẽ là một sự lựa chọn rất là hợp lý để cho các bạn có thể sử dụng này, mua về để setup một góc PC, vừa để đa dụng vừa để chuyên gaming. Vậy còn với các bạn, với những ai đã mua sản phẩm này rồi thì các bạn có ý kiến như thế nào? Hay là với những bạn chuẩn bị mua một chiếc màn hình máy tính thì các bạn có lựa chọn em nó hay không? Hãy lại dưới phần comment cho mình biết. Và đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để cùng đón chờ số công nghệ tiếp theo đến từ Hòa Channel. Smile out.